Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Thưa quý anh chị và các bạn, hiện tại Thúy đang lưu thông trên tuyến đường Bình Chuẩn 62 thuộc về địa phận của phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Và trên trục đường này thì bên Thúy cũng đã triển khai cách đây 2 tháng một dự án, đó chính là dự án Casamon. Và ngày hôm nay thì sẽ quyết định sau 2 tháng sẽ quay trở lại review về các tuyến đường cũng như là tiến độ thi công công trình trong dự án Casamon của chúng ta, để toàn thể quý anh chị và các bạn đã đầu tư thì chúng ta có thể nhìn lại những nền đất và cái tiến độ công trình nhé. Và đồng thời tôi cũng muốn giới thiệu với cả nhà về những sản phẩm còn lại trong dự án tuyệt vời này. Vâng, như quý anh chị và các bạn chúng ta có thể hình dung ạ, vâng, trên tuyến đường này của chúng ta tập trung rất là nhiều công ty xí nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động, đúng không ạ? Và bây giờ là một buổi chiều tan ca, lượng công nhân ra ca rất là đông. Và đây chính là một tuyến đường thứ hai mà tôi giới thiệu với cả nhà, đó chính là tuyến đường CKV. Tuyến đường này cùng song song với tuyến đường Bình Chuẩn 62 sẽ được tỉnh Bình Dương mở rộng lên tới nội giới 28m trong khoảng từ năm 2020 đến năm 2030 để giúp vận chuyển cũng như là lưu thông hàng hóa đến các khu vực kinh tế lân cận như về với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Dĩ An, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, hay về với các khu vực lân cận như là thành phố Thủ Dầu Một, về tới Bến Cát chẳng hạn ạ. Trên tuyến đường CKV này của chúng ta thì có tập trung rất là nhiều công ty xí nghiệp giống như tuyến đường Bình Chuẩn 62. Và điều đặc biệt hơn là các anh chị có thể thấy là dân cư kinh doanh buôn bán rất là nhiều ngành nghề, đúng không ạ? Và có một dãy nhà trọ, đó nhà trọ trung kiên 2 rất là lớn để đáp ứng được nhu cầu ăn ở của lượng công nhân khổng lồ trong khu vực này. Hiện tại thì dự án Casamon đã được triển khai trong được 2 tháng rồi. Và ngày hôm nay thì Thúy xin review lại một lần nữa các anh chị nhé. Sản phẩm ở trong dự án của chúng ta còn rất là ít, cuối cùng còn chỉ một số nền đặc thù. Thì tôi nghĩ là với vị trí tuyệt vời nằm ở vị trí trung tâm, liền kề với các khu công nghiệp này, nằm ở vị trí gần ngã tư Miếu Ông Cù, ngã tư Bình Chuẩn và nằm giáp với lại khu vực Bình Chuẩn của Thuận An, thì sẽ đáp ứng được cái nhu cầu đầu tư và sinh giá trị lợi nhuận tốt nhất cho quý anh chị và các bạn. Vâng, bây giờ Thúy vẫn đang tiếp tục đi di chuyển vào bên trong của tuyến đường CKV. Tuyến đường CKV sẽ là một mặt tiền đường nằm cạnh với dự án của chúng ta, và dự án của chúng ta sẽ nằm trên cạnh mặt tiền đường CKV và Bình Chuẩn 62. Và thưa quý các bạn, thì bây giờ Thúy đã vào bên trong dự án của chúng ta. Dự án của chúng ta hôm nay là vào buổi chiều ngày Chủ nhật, nên chính vì thế lượng các bác kỹ sư cũng như các anh công nhân thì tạm thời đã nghỉ rồi. Vâng, mình bây giờ đã là giao điểm là 5:30 chiều rồi các bạn ạ. Vâng, tuyến đường của chúng ta thì chúng ta vừa vào là Bình Chuẩn 62, thì dự án của chúng ta nằm trên mặt tiền đường Bình Chuẩn 62 và tuyến đường CKV. Thì bây giờ thì chỉ quay sơ lược qua về tiến độ công trình của chúng ta đấy ạ. Vâng, đường thì của chúng ta đã bắt đầu được nén đường rồi, hệ thống ống nước thì đã được chôn cất đàng hoàng rồi, chỉ sau khoảng độ tầm 1 tháng nữa thôi là sẽ làm vỉa hè, bo đường. Như vậy thì chúng ta sẽ cảm giác là dự án của chúng ta sẽ đẹp hơn rất là nhiều ạ. Vâng, quý anh chị và các bạn chúng ta quan tâm đầu tư trong dự án tuyệt vời tại Casamon Bình Chuẩn 62 này, có thể liên hệ trực tiếp cho Thúy để Thúy tư vấn hỗ trợ quý anh chị và các bạn nhé. Vâng, quý anh chị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp theo số hotline 0974594548 hoặc inbox trực tiếp trên kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương thì hỗ trợ và tư vấn về pháp lý cho quý anh chị và các bạn, chúng ta có cái nhìn cận cảnh nhất để chúng ta đầu tư nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại, hẹn gặp quý anh chị vào những video lần sau. Thúy sẽ làm cẩn thận hơn và chu đáo hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.